Wow. Hai giờ bạn chào mừng các bạn đến với channel của mình là Mark đây. À, mấy bạn đừng nhìn vô cái lỗ mũi của tôi nha. Bữa giờ ăn đồ nóng hơi nhiều cho nên là lỗ mũi nó bị nổi mụn. Và chào mọi người trở lại với Mark Phá Phách. Và ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đi thử một cái món mà các bạn đã yêu cầu mình rất là nhiều. Đó là kem gà rán. Nghe hơi lạ đúng không? Nhưng mà đi gì biết ha. Ok, let's go. Hello mấy đứa. Có dừng, xe, xe vô. Mấy đứa vô trong nhà đi, đi vô đi, đừng đi ra ngoài xe. Hai chị, em muốn order một một gà truyền thống với là một gà sốt phô mai. Dạ. Ủa em tại em không biết order làm sao á. Vậy mình lấy 4 cây gà đủ sốt đi ha, đủ rồi sốt luôn để cho. Dạ. Dạ ok. Ok các bạn ơi, thì ở đây nó có 4 loại gà, có 4 loại sốt khác nhau. Thì ở đây có gà truyền thống nè, gà sốt phô mai nè, gà sốt mắm nè, với lại còn một vị gà, một con vị đó là gà sốt cay. Thì để ăn thử coi sao nha, mình kêu 4 vị luôn. Ok. Ok các bạn ơi, thì hiện tại mình đang ở mùa 4 Tôn Đản ở quán gà sốt ốc quế Ôi Chi. Thì hiện tại đây mình đang có được 4 loại gà với 4 vị khác nhau. Hiện tại thì quán đang có một cái chương trình khuyến mãi, đó là khi mà bạn mua một phần gà ốc quế thì bạn sẽ được tặng thêm một ly sâm bí đao. Quá lời, ăn gì là no rồi. Ok, thì như chị chủ quán vừa nói thì ở đây có được 4 loại sốt đặc trưng của quán, đó là sốt mắm, sốt tiêu, với lại sốt cay, với lại sốt phô mai. Wow. Ok, giờ mình sẽ ăn thử từng món. À, xé giấy ra. Nhà quê quá không biết ăn. Xé gì đúng không chị? Ui, hấp dẫn. Được. Lỡ cầm văng ra một miếng, nhưng mà ăn thử coi như thế nào nha. Wow. Ngon quá.
Mấy cái loại chiên giòn này là gì vậy chị? Khoai lang chiên giòn. Vị rất là ngon, cay cay. Cái độ giòn của gà và thêm một ít kiểu khoai lang chiên giòn để trên nữa. Ăn nha, rột luôn. Wow. Ngon quá mẹ ơi. Ok, một cây. Wow. Xé ra tiếp. Đó, chuyên nghiệp lại liền. Wow. Cái này màu tím, để em đoán cái này khoai lang đúng không vậy? Khoai tím hả? Em nhớ. Đây là gà sốt tiêu. Ăn ở trong cắn luôn cái miếng ốc quế ngoài luôn. Cái gà sốt tiêu này ngon, tại vì mình rất là thích cái vị thơm của tiêu, nó hăng lên đó, nó rất là thơm. Ok, để thử cái tiếp theo rồi để nhai. Ngon quá. Thì cái vị tiếp theo, mà cái vị là cái vị mà mình đang có cảm thấy hứng thú nhất, là tại vì mình cực kỳ thích ăn phô mai. Giới thiệu các bạn, đây sốt phô mai. Wow, đúng hết cái mùi luôn á. Chờ đợi bao nhiêu lâu rồi đấy. Ui. Wow, gà sốt phô mai này mấy cậu ơi. Wow, nếu mà lấy cái này ra lại bạn nhìn y hệt cây kem luôn á. Đó, nó giống như là kem vậy, nhưng mà thay vì ở trong nó là nhân kiểu ngọt, không, nó là dừng vani cái kiểu, thì nó là gà rán 2-1 luôn. Wow, sốt phô mai tuyệt vời. Wow. Đấy, phô mai vàng ươm. Thích dã man. Wow. Vị béo phô mai, độ giòn của bột lăn canh gà và cái vị mềm xốp của gà nữa. Thực sự đây là một tạo tác tuyệt vời của loài người. Bánh ốc quế nó rất là ngon, nó rất là xốp, và thêm cái xốp phô mai nữa. Wow. Để đây chú ăn tiếp. Và vị cuối cùng, sốt mắm. Rồi mở ra. Wow. Nhìn cái miếng gà nè. Trời ơi, tắm mắm lên giờ nó vàng ươm hết. Dứt vô một cái coi. Nó giống như là, giống như là kiểu ăn như là kiểu gà chiên nước mắm vậy. Gà chiên lên không, xóa thêm một lớp mắm ở ngoài ăn. Là cái mình lạ nhất từ nãy giờ mình thấy ở trong các phần á là cái này khoai chiên giòn. Đó giờ mình chưa thấy có cái topping nào mà giống vậy luôn. Ăn rất là ngon. Đó ơi ngon. Có một sự thật đó là ngày hôm nay mình ăn 4 cái vị gà rồi mình có một cái cảm giác, đó là ăn gà này nó không bị ngán. Là tại vì thứ nhất là có vị, thứ hai là có thêm mấy cái khoai trên rồi có bánh ốc quế ở ngoài nữa. Ăn như ăn kem nha, nếu ăn kem không thì sẽ ngán, nhưng mà nếu ăn kem chung với bánh á nó sẽ không bị ngán. Rồi còn có khoai nữa các bạn. Wow. Thì thực sự á là đây là một cái cách đổi mới rất là tốt cho những người nào mà thích ăn gà rán nhưng mà hơi bị ngán cái kiểu gà rán truyền thống rồi. Thì đây là một cái kiểu mới, một cái cách trang trí mới cho gà và thêm một số vị mới nữa. Thực sự là mình thấy rất là ngon, thích nhất cái này.
cá béo. Hiện tại giờ thì đang có 3 chi nhánh của gà sốt ốc Huế này, là ở một cái là quận 4, cái là quận 10, là một cái là quận nhất nữa. Wow, vậy là mấy bạn có thể đặt được tại nhà luôn. Theo như chị chủ quán nói là mấy bạn có thể đặt được tại nhà cái món này luôn. Ok, thì video cũng đã dài rồi, thì ok, hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Còn bây giờ thì mình sẽ xử lý hết cái đống này đây. Còn bây giờ thì nếu bạn thích video này, bạn hãy nhớ ấn like, share, subscribe, ủng hộ channel của mình. Còn tốt nữa thì ấn cái chuông và nhấn subscribe để có thể nhận thêm nhiều thông báo mới trên channel của mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn, Matt đi đây, bye bye. Một con mũi thuật to đã cắn nhiều chân vào tay của tôi. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gái thì chân vào tay càng sưng to lên. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Một con mũi thuật to đã cắn nhiều chân vào tay của tôi. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gái thì chân vào tay càng sưng to lên. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất.